Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay anh em khóa K10, K11 thi nha mọi người. Thì anh em khóa K10 thì cũng học cũng lâu rồi, nhưng mà tình hình dịch thì nên không có thi nhiều được. Hôm nay anh em tụ họp về tiệm để thi. Còn khóa K11 thì anh em đã học được 20 ngày rồi, nhưng mà trong cái thời gian học thì anh em đã biết nghề một số anh em rồi. Thì hôm nay anh em thi nha mọi người. Thì thời gian thi là 45 phút nha, 45 phút là anh em phải hoàn thiện hết cái mẫu tóc của mình nha. Thì xong rồi thì chiều nay là sẽ công bố kết quả cho tất cả anh em biết luôn. Thì thầy sẽ bấm giờ cho anh em nha. Đây, bấm giờ bắt đầu thi nha. 1, 2, 3, let's go, let's go. Thi đây mấy anh em, thi đi. Thời gian 45 phút. Thì mình sẽ giới thiệu từ bạn cho mọi người xem nha. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là Tăng nha mọi người. Tăng quê ở Đồng Tháp. Tăng thì học khóa K11 nhưng đã biết nghề rồi. Thì hôm nay Tăng thi luôn nha mọi người. Đây, di chuyển qua đây. Đây là An, quê ở Vĩnh Long nha mọi người. Cũng khóa K11. Thì hôm nay Tăng cũng thi luôn nha mọi người. Đây là Khiêm, khóa K10. Thì hôm trước cũng đã thi rồi nhưng mà chưa đạt chỉ tiêu, hôm nay thi lại. Mong là hôm nay Khiêm sẽ đạt chỉ tiêu để lên thợ nha. Đây là Hẹp cũng vậy luôn nha mọi người, quê ở Sóc Trăng. Lâm chứ Lâm. Lâm hôm bữa cũng đã thi rồi, mọi người cũng đã thấy rồi. Hôm nay là mong Lâm sẽ đạt chỉ tiêu để lên hợi nha. Đây là Hẹp nha mọi người. Hẹp cũng hôm bữa cũng thi rồi. Thì hôm nay Hẹp sẽ đạt chỉ tiêu để lên hợi luôn nha. Chúc em mau lên hợi. Đây là Thận nha mọi người. Thì tụi mình có hai Thận. Đây là Thận khóa K11 và Thận khóa K10. Thận khóa K10 thì ngày mai mới thi, còn hôm nay Thận khóa K11 thì cũng thi nha. Chúc em thi mau lên thợ nha Thận. Thận thì hết kiểu phay sát kết, còn Hẹp thì hết double phay nha, kiểu layer. Còn Lâm thì phay hai bên sát kiểu kết. Đây, Kim thì cũng anh đã kết luôn nha mọi người. An thì môi canh. Còn Tăng thì cũng môi canh luôn nha. Đây, mình sẽ quay trên đây cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ đi lên trên gác cho mọi người xem. Trên đó còn một số bạn nữa cũng đang đợi thi đó nha mọi người. Đây, anh em cũng đang đợi thi nha. Đồng đếm, đồng đếm. Mấy nó làm gì ngoài vậy? Trốn rồi. Trốn gì? Có gì là trốn. Cũng có một số anh em đang ở đây đợi thi nha, tại vì không có tập trung quá đông người ở dưới được. Hello mọi người. Nè. Chia sẻ cho thầy. Đây mọi người cũng biết bạn này rồi nha. Nhật nha mọi người. Thôi mình đi xuống dưới mình quay cho mọi người xem. Sao em? Đợt kết thì nói các đợt kết, còn ngang môi canh.
Anh em cố gắng 45 phút nha, để coi đồng hồ được bao nhiêu phút rồi. 4 phút rồi. Toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rose I've dreamed, I will see you where the ocean meets the sky. Your toes, fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. You're shining forward, the wind is calling. You must return to the wild. Ok anh em á, thì thời gian anh em thi cũng xong hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm từ em nha. Đây với mọi người, ở đây là cái mái tóc của Thuận nha. Thuận ở đây thì chỉ cho nè. Mình tháo thì nó đều hay không, mình nhìn vô kiến là biết liền. Em thấy không, hồi này nè. Ok không? À, hồi này con này là mình lấy ba là mình đi lên là nó sẽ mắc con này luôn, nó sẽ đèn luôn ha. Phần trên thì không nói gì, phần trên thì vậy là đẹp rồi, quan trọng nhất con này phần ốc nè, đứng song song này để anh em là đứng song song nhìn nè, góc này nè, từ đây đây ra bị dư cái này nè, đứng đây nè, em canh từ cái góc này tới góc này nè, hai góc nó đều nhau để tròn đó, là góc nó tròn đó, là nó sẽ không có dư góc này. Bây giờ nó sẽ nè, thấy nè, nó giữ góc này hết nè, góc này dùng ba đẩy lại, còn này thì ba đẩy lại, ba em đẩy lúc lên nè, thấy thằng này không, mấy ba đẩy nhẹ lên 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 nè. Đẩy xíu anh. Anh vô trong đây đợi tí anh. Bước ra, quay bước ra dẫn xem này cái quay. Thấy không? Nó bàn đã nhẹ rồi, nó lại cái điều bên này. Làm sao hết cái gì? Và mình sẽ canh nè. Canh là canh hai góc này. Hai bên á, bên nào đen thì cho nó đen luôn. Hai bên đen đều, bên trắng bên đen rồi cũng được, thấy không? Phải canh và nhìn những thằng này cho nó đứng ha. Lấy cái lực kê hai thằng này cho nó đứng nhẹ lên tí thôi. Đứng nha. Nè em thấy nè. Thấy không? Nó ra đây mấy ly luôn. Anh ngồi đợi xíu. Anh vô trong nè. Ngồi đợi đấy nè. Chim nhiễm qua đây. Double play. Có hẹp nha. Nè. Lấy lực kê con này một tí. Thấy không? Bị ngắn này không? Phần máy thì tạm ổn, hai bên đây phay cũng đẹp rồi. Có phần ốp tí thôi. Nha, chỉnh phần này lại. 5. Phần trên nó thì không nói gì rồi. Phần hai bên thôi, bên đây nó đều nè, anh nhìn vô kiến nè. Bên đây thẳng này không? Bên đây bị bè nè, bè ăn cúc luôn. Hớt mà không nhìn vô kiến sao được. Ốc này thì ốc
Kẻ này, nó có cục cù ở đây hết, hơi xéo gì cũng ổn. Mà phải cho nó sạch sẽ này hết. Thấy không? Dạ. Mình chơi nó thì làm ổn. Có phần sau à. Lấy ba đẩy mấy phần này hết. Đen xì thấy không? Lấy ba đẩy phần này lên. Phần dưới đây thì sạch sẽ hết rồi. Còn có phần này không à, với phần này. Mấy cái lỗ này là phải lấy ba đẩy hết. Cử nào đi cho nó sạch chỗ đó. Nè em nhìn có phần ốc nè, sau lưng nè. Thấy không? Bị xéo phần này nè, thấy không? Thấy không? Rút kinh nghiệm răng nữa. Em bên đây ổn, cái hôn tóc này hết vậy là cũng được rồi, không đến nổi trắng nét. Làm ổn. Có mấy phần mà tóc đen đen như thế này nè. Em dùng cái tỉa, tỉa sơn cái nhìn vô là mình nè. Ok ha. Tân. Dạ. Đây, sao phải hai bên đẹp chứ vậy? Nè, phần này phải ok nè. Bên kia cũng hai bên, được hai bên nè. Phía sau là dùng cử một gửi đẩy sơn lại một cái. Dạ. Thấy nè. Còn trên thì bên đây còn cục. Tóc khách cục không nói ha. Dạ. Hai bên thì ổn, còn có phía sau à. Bên đây nhìn vô kiến thì tạm ổn. Nào phay hai bên đây sao được mà có phía sau. Rồi thì anh em đã thi ok hết rồi thì đợi chiều sẽ công bố kết quả cho tất cả anh em ha. Thì mọi người xem kết quả của anh em thi đợt này nha mọi người. Thì tí xíu sẽ thi đợt 2 nữa nha.